gọi và cũng bảo là chưa câu trả lời. Xong sau đó một tháng em mắng công chuyện đi em quên, em có vội đâu, em mới gọi ra vào số điện thoại của Sở Tư pháp, em đọc cái số bản án của em lên thì họ trả lời rằng là đang phải trách lục lại hồ sơ. Em bảo trách lục là sao anh? Em nộp bản chấp hành án tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, không vi phạm bất kỳ tội danh gì trong suốt quá trình chấp hành án, không vi phạm bất kỳ sự xô xát nào, và đã được công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đóng dấu, phòng cảnh sát điều tra đóng dấu. Nếu anh chị đi trách lại có nghĩa là anh chị không tin vào đơn vị chủ quản đang tiếp nhận em, đúng chưa? Cái này chỉ là gì? Một đơn vị xem tiếp nhận hồ sơ bản án, đóng án phí, thực hiện án xong, kết thúc án, không xảy ra án nào hết. Bốn tờ giấy đấy là Sở Tư pháp bắt buộc phải đóng dấu để xóa án tích cho tôi. Các anh chị chỉ đơn giản là một người gom hàng để giải quyết thôi mà, chứ anh chị đâu phải là người kiểm tra chất lượng. Gần 2 tháng trời không xóa án tích cho tôi. Có rất nhiều người bảo tôi là đưa từng đây từng đây. No. Từng đây ấy để đi mua gạo cho người nghèo. Làm đến cùng. Mọi người đi sợt trang trần kêu cứu Sở Tư pháp. Và cũng cái thái độ y chang chị Lò Thị Thoa. Và cái thái độ y chang chị Lò Thị Thoa. Cái anh trai đó đấy và cái chị gái đó đấy đang gọi điện bằng số hotline của Sở Tư pháp, cúp máy ngang không tiếp tôi. Tôi hỏi rất rõ là tại sao, lý do gì không xóa án tích cho tôi, thì chỉ trả lời rằng là đang chờ xác định nhân thân. Ô hay, tôi có phải cái con mà không ai biết đâu mà xác định nhân thân. Tôi là người nổi tiếng mà, các anh chị tìm tôi rất dễ. Xong đến một tuần sau thì bảo là đang gửi thư và công văn vào phường Phạm Ngũ Lão để xem có đúng là đã thực hiện án tích xong chưa. Tinh bảo là anh chị ơi, bây giờ nhà nước đang gửi email rồi anh chị, giờ anh chị viết giấy à? Bây giờ thế kỷ bao nhiêu rồi các anh chị còn gửi công văn bằng giấy? Người ta gửi công văn bằng email từ rất lâu rồi. Và chỉ sau khi mình đẩy cái clip đấy lên trên YouTube thì lập tức sau 2 ngày mình đã được đóng dấu xóa án tích. Tôi đã bảo là cái tính tôi ấy, tiền không bao giờ chi vào những điều không xứng đáng. Quy trình xóa án tích theo quy chuẩn của nhà nước rất đơn giản. Bản án, tờ nộp án phí, giấy đóng dấu của phường đã thực hiện án xong, và công an quận xong, thi hành án xong, gửi cùng bộ hồ sơ combo ra Sở Tư pháp. Sở Tư pháp xem đủ giấy tờ. Nếu giấy tờ là thật, là đóng dấu cái cột. Ok chưa? Nên đó là lý do vì sao em bị buộc đăng ký kết hôn nó táp của em 13 triệu đó. Đó là lý do vì sao khi tôi gọi cho chị Lò Thị Thoa, tôi phải live stream và quay lại số điện thoại để tránh trường hợp sau này lại nói là tôi gọi cho một người nào đó sai. Tôi quay số điện thoại chị lên là bởi vì tôi sợ rằng có một ngày các chị lại bảo tôi là xúc phạm phỉ báng. Tôi đã lừa được cái chuyện đó từ xa, mà tôi muốn công chuyện này phải nhanh. Chính vì tôi muốn nhanh và tôi đã hiểu rằng nếu không có chuyện ABCD nó sẽ đúng nhiều khê theo quy trình của nhà nước. Nhưng trong nhà nước sẽ luôn có những vấn đề
cố gắng cho những trường hợp đặc biệt. Ok chưa? Chính vì thế tôi chỉ gọi để tôi hỏi chị. Vậy ban đầu mình gọi điện, mình quay livestream để mình nghe rõ là mình sợ người ta nhiều việc. Mình muốn nghe rõ là vấn đề giấy tờ từ đâu. Mình mới quay livestream là để mình khi người ta cúp máy mình sẽ nghe là để mình biết chuẩn bị những giấy tờ gì. Vì đầu óc mình hay quên. Nhưng số chị đã quá quen với việc thái độ lồi lõm. Nhưng số chị quá xui gặp phải em thôi. Chị phải thắp nhang để cầu cho qua đại nạn này. Và chị lên khâu mồm con chị lại. Được chưa? Được chưa nào? Tôi không có nhu cầu bóc phốt chị ngay từ ban đầu. Vì tôi đâu biết chị là người đúng hay người sai. Tôi đã gặp quá nhiều cán bộ. Tôi gặp rất nhiều các anh chị cán bộ rất thương dân. Tôi được rất nhiều các anh chị cán bộ ở các tỉnh miền núi phía Bắc yêu thương mến mộ, mời ăn uống cái này cái kia, vì người ta thương dân. Nhưng vì tính tôi ấy là cái người kỹ tính, tôi sợ, bởi vì tôi đã hay bị người ta nói là hay đâm đợt đâm đạt rồi, nên tôi phải quay livestream lại cho rõ ràng. Đó, ngay từ đầu tôi không bao giờ đăng hình các cháu lên trên fanpage hay Facebook, vì tôi nguyện là tôi chăn. Tôi lo đến khi nào các cháu vào trung tâm bảo trợ là tôi sẽ dừng. Nên là rõ ràng tôi mục đích ban đầu chỉ là như vậy. Nhưng mà mình cũng đâu có đánh giá quá, bởi vì mình ghét nhất cái thái độ đang nói chuyện cúp máy là mình ghét nhất. Ghét nhất trên cuộc đời này nói chuyện cúp máy ngang. Nên mình mới nói là cái gì? Câu chuyện đáng lẽ ra đã im đi hàng bao nhiêu tháng qua, à, bao nhiêu ngày qua, 4-5 ngày qua rồi. Nhưng ghét nhất cuộc đời này, may mà tôi làm cái gì tôi cũng livestream. Cho nên mọi thứ, cuộc điện thoại của tôi với chị Cúc, với thằng Thiên đều được mọi người nghe rất rõ. Ha? Nghe rất rõ là những người giúp tôi làm công việc này tại Điện Biên. Một là bạn Thiên, bạn đấy là công an của xã Na Sang hay Na Sa gì đấy, Na Sang. Chị Cúc là bạn của tôi. Hai con người đó đã giúp tôi lo cho hai cháu vài cái triệu bạc, lo cho các cháu không phải lớn, mua sữa cho các cháu, sữa ngoại, các thứ cũng không phải đáng kể kể. Cái người mà gần, mà hai đứa bé cần phải tri ân nhiều hơn không phải là tôi. Vì tiền của một đồng nhưng công một lượng. Con Trang có tiền mà đéo có bà Cúc, đéo có thằng Thiên, đéo có bà Huệ ấy, đéo có chị Máy ấy, đéo có anh Pó ấy, thì giờ này cháu đang nơi đâu? Nếu không có hội phụ nữ của xã Na Sang, không có chị Máy, cái gì hội trưởng hội phụ nữ xã Na Sang, thì con đang nơi đâu với một người mẹ bị tâm thần và đứa con thiếu tháng? Nếu như không có thằng Thiên, nó từng ăn nhậu với mình, với anh Giày Đỏ và MC Thế Cương, và không nhờ anh Giày Đỏ nói rằng là Trang ơi, trường hợp này anh không biết nhờ ai, anh biết mày đang nấu cơm bận lắm, nhưng mà thằng Thiên nó nói rằng là không giúp thì nguy hiểm lắm. Giày Đỏ chồng yêu là bạn thân của mình, Giày nói một câu là Giày đã rất tín nhiệm. Thế là mình liên hệ với Thiên và mình nói rằng Thiên ơi, giữa bóng đèn này, trường hợp mẹ con nhà này rất nhạy cảm, em đăng hình hai cháu và mẹ nó lên như thế với câu chuyện bi đát như vậy, sẽ có rất nhiều người ăn cắp hình ảnh để câu like và trục lợi lấy tiền. Chị đề nghị em khóa bài viết lại, nhắn cho những người đã chuyển khoản rằng dừng huy động. Chị sẽ lo cái trường hợp này. Chị lo đến khi nào các cháu khỏe mạnh, được vào trung tâm bảo trợ xã hội thì chị sẽ dừng lại. Mình nói với Thiên như vậy, có anh Hải làm chứng.
mà tâm làm chứng này. Mình nói sao mình biết tất biết này. Mình nói với thằng Thiên này này, chị không giàu có gì vì tháng này cũng khó khăn, nhưng mà chị làm là chị làm, không vấn đề. Không giàu nghèo gì vài chục triệu, nhưng mà để đứa trẻ bị nhiều người dùng hình ảnh lợi dụng để câu like trên mạng để thu thập tiền là một điều mình mang tội. Mình cũng không up hình đứa trẻ lên Facebook, mình cũng không up bất kỳ thông tin gì của Thiên trên Facebook, mình cũng không cho hashtag bài viết của Thiên lên Facebook của mình, bởi vì mình muốn giữ kín câu chuyện này. Chỉ là khi chị Cúc bạn mình đi từ cái chỗ thành phố Điện Biên ấy, đi lên Na Sang đến 50-60 cây để sát hạch, để thị thực, để tìm hiểu chặt chẽ, phải là hai đầu kẹp để kiểm tra rõ ràng, thì gặp chị Thoa trước. Gặp chị Thoa trước, cái câu chuyện này là mình chưa kể. Gặp chị Thoa trước trình bày câu chuyện. Đầu tiên là đi vô cái bản Na Sang đó, biết tất cả câu chuyện xong, xác minh ok xong, xã Na Sang rủ ăn cơm, mời ăn cơm không ăn, học tóc lên trên gặp chị Thoa. Và cũng đang giải thích như mình đang giải thích đấy, là chị Thoa chị đứng phất giận, chị đẩy cho cái con bé trợ lý nói chuyện. Và chị cũng chị rất là tức, rất là tức. Chị đi 50-60 cây số mặc áo mưa đi đó, chị về nói với mình này này: Trang ơi, em phải mạnh tay lên không hai cháu đó chết. Chị lên hỏi rồi, bà bảo rằng là theo quy trình là lâu lắm, phải trình lên huyện xong lên tỉnh xong thành phố, rồi thành phố chỉ đạo mới được. Thì mình bảo là thế thì chết con mẹ là mất, nóng như thế này là chết con mẹ là mất chị ơi. Chị cho em số bà Thoa, bảo Huệ, tất cả những người ở Sở Lao động Thương binh Xã hội để em gọi điện, em nhờ. Thì là chị dặn là em gọi cho mấy chị này này, em nói khéo khéo. Em bảo sao phải khéo, trách nhiệm của họ là phải giúp dân. Ở đây không ai đi xin vay, mà là trách nhiệm của chúng ta là phải yêu thương lấy cái người người ta bị mất kiểm soát hành vi. Người ta thần kinh là phải thương người ta, là con người là phải như vậy. Mình gọi điện mình cũng có nói gì hỗn hào đó, mình chỉ hỏi là chị cho em biết quy trình phải như thế nào, từ đâu đến đâu. Mục đích của mình là vậy. Nhưng mà chị đang nói chuyện, chị cúp máy, chị vứt cho người khác nghe. Chị có tôn trọng tôi không? Tôi đâu phải con thần kinh để gọi điện xin việc. Địp mẹ một ngày tôi còn 1 tỷ thứ tiền kia kìa. Cả cái công ty online của tôi, cả cái công ty làm việc của tôi ngược xuôi, tôi đéo có thời gian ngủ đâu. Tôi đéo rảnh để gây chuyện với các chị. Chính chị là người làm tôi điên máu. Nếu chị lịch sự như anh Hà, phó phòng Sở Lao động Thương binh Xã hội: Trang ơi, chị đang bận họp, chiều chị gọi lại cho em nhé. Hoặc Trang ơi, chị chưa có nắm rõ được tình hình về mẹ con nhà này, để chị đưa máy cho cái bạn phụ trách nhé, để giải thích rõ với em. Thì câu đấy mình sẽ không bao giờ hốn được. Nhưng cái trò tao đéo tiếp mày đấy được không, cúp máy ngang là địt mẹ mày không chấp nhận được. Đừng bắt người khác tôn trọng mình khi mình không tôn trọng người khác trước. Tôi nói chuyện tử tế trước thì yêu cầu các chị có một cái thái độ lịch sự lại. Tại sao anh Pó, anh Hà, người ta là đàn ông, người ta không biết đẻ, người ta không thể đẻ, người ta không tự đẻ, tự dặn con. Người ta còn nói với tôi những điều như rằng: Trang ơi, anh Hà này, thủ tục không hề khó, em yêu cầu anh công an của xã Na Sang làm đơn thư và yêu cầu người thân, gia đình, họ hàng của chị đó làm đơn lên xã đóng dấu ký, có người làm chứng, sau đó gửi lên huyện, huyện sẽ ký duyệt để gửi lên tỉnh. Nếu tỉnh không có công năng đó
thì sẽ gửi đi một trung tâm bảo trợ có công năng. Tại sao người ta đàn ông người ta nói chuyện với tôi được như vậy? Sao chị lại cúp máy? Vì sao chị cúp máy? Ok chưa? Tôi làm gì sai? Đến tối hôm qua, khi câu chuyện là ba mẹ con đã xuống bệnh viện và đi theo diện tư nhân, là đi đóng tiền đó. Sau đó là gì? Và tôi thấy chị Cúc nhà tôi nhắn rằng: Trang ơi, chị Lò, chị Lò Thị Thoa có gửi 500.000 cho cháu qua chị Huệ nhé. Là mình biết bà đấy không hề gặp mẹ con nhà này. Nhưng thôi, mình đã nói từ tối hôm qua là đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Lời xin lỗi không có giá trị quan trọng. Một hành động nhỏ, mình sẽ đánh giá cao tinh thần. Mình có nói gì đâu. Sáng nay mình bán bún đậu rất vất vả, rất là mệt. Thằng con trai ngu ngục cắt clip dựng chuyện là bảo tôi như vậy. Nó có nghe từ đầu không? May mà tôi live stream từ đầu đến chân. Nó cắt clip như vậy, nó muốn gỡ chuyện cho mẹ nó. Là người thông minh, chỉ cần điện thoại: chị Trang ơi, mẹ em như này như kia, mấy hôm nay bị cộng đồng mạng làm phiền nhiều quá. Thôi em là phận con, em mong chị bỏ qua cho mẹ em. Chị gỡ clip đấy xuống được không chị? Thì mẹ con Trang Khàn không gỡ, con Trang Khàn ăn cứt cho mày. Nhưng mà mày làm gì? Mày tuyên chiến với tao, mày thách tao, mày dọa kiện tao, mày thích khô máu với tao, thì mày phải xem tao là ai. Thấy chị Xuân Hương chưa? Kiện đi, kiện đi, chửi thẳng tên đấy, chửi thẳng mặt đấy, và những lời lẽ còn kinh tởm hơn thế đấy. Kiện tao cái. Tao không sai thì không làm gì được tao đâu. Già mà nhảy vào Facebook tao chửi tao, tao có sợ cái lồng. Tao đâu sai, tao nói chuyện đàng hoàng tử tế trước mà. Đừng nói rằng mẹ tôi một ngày nhiều cuộc họp. Mà ở đây là cái thói quen, tư duy và hành xử. Nó là thói quen của việc hàng ngày bạn tiếp dân, yêu dân, thương dân và chăm dân như thế nào. Đó là thói quen. Tôi hay chửi cả xã hội, ai chả biết. Bóc phốt làm cái lồn gì. Tôi chắc tôi sợ bóc phốt quá à. Kiện hộ tao cái. Kiện không lại là chết mẹ mày. Chưa kịp kiện ấy mà tao mời báo chí đài truyền hình vào ấy. Chưa kể giờ này ấy mà Facebook chính của tao mở lại ấy, là các cái g giúp mà phản động ấy, nó lại cắt ghép clip đấy đấy. Là mẹ mày tự dưng nổi tiếng hơn nữa đấy. Nên nhớ, người dân như tao sai một, nhưng tao vẫn đang làm nghĩa cử giúp người. Nhưng người có vị trí mà sai, mà lại sai trong cách hành xử ấy, thì xã hội ném đá hơi nhiều đấy. Tốt nhất là câm cái mồm lại. Xin lỗi tao, thằng danh con kia. Mày không công khai xin lỗi tao thì tao hứa luôn sẽ tặng mẹ con mày nhiều clip lắm. Tao có tiền mà. Tao dư xăng để đẩy các cái clip của mẹ con mày. Các cái kiểu mẹ con mày viết giật tích tút tít vào những group. Biết những group ốc phốt không? Còn group Atifan Trang Khàn ấy, tao chỉ sợ nó chết thôi. Mỗi một ngày tao đều mong bọn Atifan tao phải hùng mạnh, chửi tao nhiều vào. Còn mẹ mày đang ngồi đấy, để ngồi yên đi, đừng đụng vào tao. Còn tao không sợ cái gì đâu. Tao đúng mà, tao đâu có sợ.
mày thản nhiên mày ghi luôn. Sau khi biết tin mẹ mình đã đưa ba mẹ con vào bệnh viện. Cái lồng gì thế nhỉ? What the fuck hell? Sau khi biết tin mẹ mình đã đưa ba cháu vào bệnh viện và mọi thứ ổn thỏa. What the fuck hell? Đầu má. Lại nghe lính kể về cái trò ấy, Lý Thông cướp công thạch xanh. Cái tích đấy tao thuộc từ ngày lớp 4. Chính vì thế khi bắt đầu xảy ra câu chuyện, tao đâu có nhắn tin riêng, tao lập hẳn một group. Người chị yêu dấu sẽ giúp cho ba mẹ con đi xuống trung tâm bảo trợ xã hội 2 Sóc Sơn. Rồi chị Cúc, bé Thiên là những người đang phụ trách cháu. Em bán sữa, bé bán sữa ấy, bé bán sữa ngoại Mỹ ấy, bé vận chuyển, lập nguyên cái group. Tình hình đi khám, đi xe, đi bộ như thế nào á, là nó ở trên đây đấy, là nó ở trong cái điện thoại này này. Tao chưa đăng đâu. Để tao đăng lên ý, cộng đồng mạng sẽ xé mẹ mày ra làm trăm mảnh. À quên, xé mày ra trăm mảnh. Bởi vì rõ ràng trong các hình ảnh của những người chăm sóc bé không hề có bóng dáng của mẹ mi. No có mẹ mi. Not picture me. Not picture mother you. Ok. Many many picture. Lê Thu Trâm, Lê Thu Trang, Cao Thiên, Miss Cook, Miss Huệ. Not picture Lo Thị Thoa. No Lo Thị Thoa picture. Travel hành trình à? À dạy travel du lịch. Hành trình tiếng Anh go away gì? Dành lắm. Tôi dành lắm. Bởi tôi kể cho chị nghe câu chuyện này này. Tôi kể cho chị nghe câu chuyện. Tôi ấy là hay đi xây cầu, hay đi tặng quà đào giếng xây cầu cho một số bà con. Tôi hay thay thầy tôi là đi vô trao quà tặng cho bà con nghèo. Ha, thì các bác biết rồi, cái trò lấy thành tích ở đây thì rành lắm. Tôi và thầy tôi vẫn nhịn hết. Tất cả đều vì nhân dân. Cứ khi nào ấy mà khánh thành cái cầu, mọi người nhớ cái thầu cầu ông gì nhỉ? Ông gì, ông Tạ, ông cầu ông Tạ gì ấy, ở Bến Tre cái đấy 3 năm tôi xây ấy. Hình như là tỷ mấy không nhớ. Cái ngày mà khánh thành ấy, mấy ông lớn ở đâu đến các bạn? Mấy ông lớn ở đâu đến, tỉnh tiếc đến. Chụp hình băng rôn. Xong tự dưng là có cái camera các bạn. Quay hình khánh thành cây cầu. Phát biểu tùm lum. Em là nhà tài trợ vàng, em là người bỏ tiền xây mà. Em chạy xe hơi đến và em thấy quá nhiều biển nọ biển chai. Oh no no, em không vào. Em sợ em nghiệp khẩu, em đâu có vào. Em không có đứng gần mấy bác đấy đâu. Em không bao giờ. Em đi theo thầy em đóng vai con lăng quăng. Để làm gì đó chị? Để em quay chụp lại. Các bác hứa gì với dân? Các bác hiểu không? Em live stream ý. Trong lúc các bác hứa gì với dân, làm không? Đấy, nên ngày trước cái lúc mà cái cây cầu tiếp theo á, có bác nào hứa cho 150 triệu có cho đâu. Em đi đòi chứ bộ. Clip rõ ràng. Trong clip rõ ràng nói cho 150 triệu. Rồi quên. Và anh cứ quên. Riêng mình em nay vẫn ở lại. Vẫn chờ mong anh yêu nơi xa. Hãy chuyển tiền teng teng 150 triệu. À, em đã dài đường. Trả tiền mày.
Ông thầy tức lắm em ạ. Thầy để con. Thầy cứ để con. Có người nổi tiếng đi để làm gì? Để live stream. Để nghe rõ. Vì ông thầy chùa có nghe được cái gì đâu. Ông ấy mải mải phát biểu với nhân dân có nghe được gì đâu. Nghe rõ đó. Nghe rõ. Mình quay live stream. Để lỡ các chị nói, anh chị nói cái gì em còn nhớ. Nhưng mà đến cái ngày khánh thành ấy, mà các anh chị đem đài biết vào quay thì thôi. Em lại ngồi trên xe hơi của em. Chị đâu có nói chuyện với nó đâu Hương Pham. Nó gọi điện cho em gái chị. Đúng rồi Nguyễn Hương, mày comment chuẩn vãi. Nên là tại sao ông thầy hay gọi tôi đi cùng? Để tôi live stream. Chả thầy để con thì làm gì? Ai mà cái thứ đó cho tiền từ thiện không trả, sao em thấy sẽ biết cái cảnh. Tại vì nhiều kinh nghiệm rồi mọi người. Đi làm từ thiện nhiều rồi. Nè, đây này cả nhà. Này nó nhắn tin này. Đây nhá. Tin nhắn màu xanh có một tin nhá. Màu xanh một tin nhá. Chị rảnh không ạ? À? Em là con mẹ Thoa. 19:56. Thằng danh con này định gọi để cài mình. Nó này định thử IQ của tôi các bạn. Nó gọi điện nó thử IQ của tôi. Nó cài tôi các bạn. Em cho nó nếm trải thêm một thời gian nữa. Bây giờ là lúc là em cúp live stream này. Em sẽ nói chuyện với ekip YouTube của em. Thấy mấy kênh YouTube của Minh Tú hay là mọi người bằng bằng cuộc chiến chứ? Đăng hình bằng bằng không? Định cài chị. Trời ơi, các bé còn non và xanh lá. Mạnh Nguyễn là đâu phải fan chị thì làm sao nó biết giọng chị em. Mà chị đâu có phải nói chuyện như thế. Con Nhung nhà chị là mới non, nó mới chuyện kiểu đấy thôi. Còn nói chuyện với mình nghĩ là hơi mệt đấy các bạn. Cuối giờ tay tút nghe kiểu trách chị để nó tự nói chuyện một mình 3 phút sau đó. Em ơi, tự dưng nó gọi bằng cái số điện thoại nào không biết. Không biết nó gọi bằng số điện thoại nào. Mà em chỉ kiểm tra lại cuộc gọi đi đến. Không hề có. Ừ Vi à, nó gọi điện cho em gái chị đang cầm số hotline. Sờ nâu qua chị thâm nách. Sờ nâu qua chị thâm nách. Nghe làm gì em, chị bận lắm. Chị bận à, gọi luật sư. Linh Lung Nguyễn ạ. À, chị sợ lắm, chị đang bị lo lắng. Chị phải gọi luật sư để hoàn tất thủ tục. Lập vi bằng các thứ các kiểu. Lập vi bằng các kiểu, em hiểu không? Để tránh trường hợp nó bảo là không phải Facebook của nó. Giống chị gái à, Hồ Xuân Hương ngày xưa ấy. Cô không dùng Facebook. Không biết Trang Trần là ai cả. Không biết Trang Trần là ai hết. Đâu biết nó là ai đâu mà chửi nó. Oan lắm, cô oan lắm. Cô không dùng Facebook, cô oan lắm. Đâm đơn kiện tôi má. Em hầu. Theo kiện thì em lại hầu. Khóa Facebook để chế độ bạn bè thôi.
Nào ngờ trong đám bạn có nhiều đứa ghét bà ấy quá, giúp mình lập vi bằng, khẳng định đấy là tài khoản của bà ấy luôn. Đúng rồi Hoài Nghiệp ơi, tài khoản đấy nha chị. Tao còn chưa xem clip Mạnh Nguyễn ạ. À Trần Gia Minh ơi, mày không biết con Nhung của chị thôi, nó chưa đến giờ thôi. Thế là ngày đó chị đi lập vi bằng, chị ngồi rung đùi, chị nhờ đại ca của chị an ninh mạng check luôn. Chị nắm chắc thông trong tay, kiện là thua chị luôn đấy. Bởi vì Facebook em có thể xóa luôn, nhưng khi ra tòa, hộp đen của an ninh mạng bắt buộc mở để tìm lại tài khoản đó chính xác hay không. Tài khoản đó, tài khoản Facebook đó chính xác được đăng nhập từ điện thoại nào, từ máy tính bảng nào, ngày nào, giờ nào, đăng nhập tại đâu, nó sẽ hiện ra hết. Khi đã ra tòa nó thành án, mà đã là án là phải đúng, mà đã đúng thì chị là ai tôi cũng nhai chị hết. Ok. Snow White 350.000 nhé Hoài Thanh. Trời ơi, mày mua hai cục xà phòng chuyển khoản chi, ship code đi cho dễ. Người mẹ kiên cường vẫn để cho người con chiến đấu. Cảm ơn. Hai mẹ con đang tính gì đấy? Để em gọi luật sư của em. Ôi chết mày, 1 giờ rồi ngủ nhè. Con Nhung nhà chị bảo gì? Em bảo mẹ em đổi số điện thoại đi, hình như nó nói câu đấy là tao bắt đầu live stream. Đi ngủ đây mà ra quán. Đi ngủ đây. Nguyễn Hương, bà Nhung mấy lần vào ăn bún đậu nghe thấy tiếng quát nhân viên từ trên lầu xuống, vọng xuống hét ra lửa. Trời, đại ca của chị đấy. Ngủ nha. Bye bye.